Rồi xe future lên đèn led nè. Thì xe này là lên ốp mà không gắn công tắc tắt ba đèn nữa nha. Thì anh này anh đang chuyển từ điện máy qua điện bình nha. Dây vàng chỗ công tắc qua code là công tắc đèn là mình bỏ nè. Đây là 4 dây chỗ công tắc đèn ha, dây này là dây điện máy lên nè. Còn cái dây xanh này là cái dây đi qua công tắc qua code nè. Thì giờ mình sẽ chuyển cái dây xanh này để nó lấy điện bình ổ khóa luôn. Rồi dây xanh này sẽ đấu với dây đen nha. Đấy, còn cái dây nâu là dây đờ mi là chúng ta đấu vô luôn. Thì cái này là mình giải quyết cái vấn đề thứ nhất là về cái điện máy và điện bình nè. Đó là lấy điện dây đen cấp cho dây xanh. Dây xanh bắt đầu nó qua bên công tắc pha cốt bên đây. Xanh trắng nè. Rồi sẽ cấp ra hai dây pha cốt ra cái đầu này là ra điện bình luôn. Thì mấy anh hỏi cái chỗ mà tắt mở đèn thì anh này anh lắp công tắc 3 nấc nha. Đó, lắp công tắc 3 nấc là nó sẽ tắt mở đèn được ha. Bật xuống là tắt nè. Bật lên là cốt nè, bật lên là pha nè. Mình sẽ không dùng cái công tắc bên đây nữa. Rồi lắp như vậy nha.